tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm đồ trang trí treo tường từ bìa cắt tông và những tờ giấy màu thủ công. Sau đây mời tất cả các bạn cùng mình bước vào video chi tiết. Và như đầu video mình đã giới thiệu thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng những tấm bìa cắt tông như thế này để chúng ta có thể tạo ra được một cái đồ trang trí lên bức tường nhà mình. Thì trên cái bìa cắt tông này của mình thì sẽ có một cái thân cây. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái bút chì, sau đó thì sẽ phác họa lên tấm bìa cắt tông cái hình thân cây như thế này. Sau khi mà các bạn đã phác họa lên được một hình thân cây như thế này rồi thì mình sẽ sử dụng dao và tách phần thân cây và tấm bìa cắt tông ra nha các bạn. Mình sẽ sử dụng dao, sau đó thì mình sẽ rạch những cái đường theo đường chì mà mình đã vẽ lên bên trên tấm bìa cắt tông, và mình sẽ cắt theo cái đường chì như vậy. Bây giờ thì mình sẽ rạch một cái đường nhẹ lên bên trên tấm bìa cắt tông của mình như thế này. Rạch xong thì mình mới bắt đầu tách ra được cái phần tấm bìa cắt tông và tờ giấy lại với nhau nha các bạn. Cứ tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ tách được tấm bìa cắt tông và thân cây của mình ra khỏi tấm bìa này. Và như vậy là mình cũng đã vừa tách cái tấm bìa cắt tông của mình ra khỏi tách cái phần thân cây của mình ra khỏi tấm bìa cắt tông rồi. Và ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là hai cái tấm bìa cắt tông có kích thước hai cái thân cây như thế này. Đây là hai cái thân cây mà mình đã chuẩn bị để chúng ta có thể tạo ra được một cái đồ trang trí treo tường. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng màu, sau đó thì quét lên bên trên tấm bìa cắt tông này của mình, tạo cho tấm bìa cắt tông thân cây của mình một lớp nền nha các bạn. Và mình sẽ sử dụng màu đen để chúng ta có thể quét lên bên trên tấm bìa cắt tông của mình. Và để quét được tấm bìa cắt tông này thì mình sẽ đặt một cái tấm bìa cắt tông khác lên để chúng ta có thể tô được cái phần tấm bìa cắt tông của mình không bị lem xuống mặt bàn. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành tô màu lên bên trên khung hình của mình nha các bạn. Và mình sẽ sử dụng một chiếc cọ để tô lên. Mình sẽ tô một cái thân cây của mình trước. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tô lên như thế này. Và cứ tương tự như vậy thì mình sẽ tô một cái lớp nền màu đen, tạo cho cái thân cây của mình trông nó sẽ được đẹp hơn. Và cũng là cho cái khung hình của mình nó được đặc sắc hơn nha các bạn. Cứ tương tự như vậy thì tất cả các cạnh nhỏ như thế này cũng sẽ được mình tô lên những cái lớp nền màu đen. Thật là đẹp. Ở đây thì hai thân cây thì mình cũng sẽ tô đều, hai thân cây đều là màu đen nha các bạn. Các bạn sẽ tô cẩn thận tất cả những cái cạnh này để làm sao cho những cái cạnh của mình nó sẽ được tô đều cái lớp sơn, và khi mà lên khung hình nó cũng sẽ được đẹp hơn. Các bạn nên kê một cái tấm bìa cắt tông khác bên dưới để cho cái tấm bàn của mình nó sẽ không bị quét màu đen lên nha các bạn. Như vậy là mình cũng đã tô được một nửa cái thân cây rồi. Tương tự mình cũng sẽ tiếp tục tô tiếp những cái thân cây ở phần bên trên này, những cái phần thân cây có kích thước nhỏ. Cứ tương tự như vậy thì ở đây tất cả những cái phần thân cây lớn cũng sẽ được mình tô lên, những cái thân cây ở phần bên trên này cũng sẽ được mình tô một lớp màu đen lên nha các bạn. Như vậy là cái thân cây thứ nhất cũng đã được mình quét lên một lớp màu đen lên như thế này rồi. Và như vậy là một cái thân cây của mình cũng đã được mình tô những cái lớp màu đen rất là đều và đẹp. Tương tự thì đối với thân cây thứ hai cũng sẽ được mình tô như vậy. Và như vậy là cành cây thứ hai cũng đã được mình tô xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đặt tấm bìa cắt tông thân cây này của mình sang một bên để cho lớp màu được khô đi nha các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tấm bìa cứng, sau đó thì vẽ một chú thiên nga lên bên trên tấm bìa cắt tông của mình như thế này. Và trên bàn của mình đây là một chú thiên nga đã được mình cắt sẵn rồi. Mình sẽ sử dụng kéo và cắt theo cái đường chì mà mình đã vừa vẽ. Mình sẽ sử dụng kéo như thế này, sau đó thì mình sẽ cắt những cái đường chì hình con thiên nga mà mình đã vẽ lên bên trên tấm bìa cứng của mình để trang trí lên bức tường nha các bạn.
Và ý tưởng của mình ngày hôm nay là sẽ có một thân cây được mình cắt từ những tấm bìa cắt tông, trang trí vào đó là những chú thiên nga như thế này, để cho cái khung hình của mình nó sẽ được đẹp hơn và cũng như là hài hòa hơn. Như vậy là mình cũng đã cắt sắp hoàn thành xong được chú thiên nga của mình rồi. Các bạn cũng có thể nhìn vào cái tấm bìa cắt tông này của mình, sau đó thì sẽ phác họa cái chú thiên nga theo cái đường chì mà mình đã vừa vẽ lên bên trên của cái tấm bìa cứng này và vẽ theo cái hình mà mình đã vừa vẽ nhé. Đây là những cái cạnh khá là khó cắt cho nên các bạn cũng sẽ cắt thật là cẩn thận để làm sao cho cái chú thiên nga của mình nó sẽ được đẹp nhất. Như vậy là một những cái cánh của chú thiên nga cũng đã được mình cắt xong rồi. Bây giờ là những cái phần cạnh bên ngoài này cũng sẽ được mình cắt và uốn lượn làm sao cho nó được vừa nhất. Và như vậy là một chú thiên nga của mình đã được mình cố định xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ tạo nền cho chú thiên nga của mình bằng cách mình sẽ gắn cố định chú thiên nga của mình lên bên trên cái tấm tờ giấy màu đỏ này. Bây giờ thì các bạn có thể gắn cái tờ giấy màu đỏ và tấm bìa cắt tông của mình lại. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là hai chú thiên nga có kích thước và cách làm tương tự. Bây giờ thì mình sẽ gắn cố định chú thiên nga này của mình lên bên trên tờ giấy màu đỏ, sau đó thì mình sẽ cắt theo cái tờ giấy màu đỏ đấy nha các bạn. Mình sẽ sử dụng keo nến như thế này, sau đó thì mình sẽ cho keo lên bên trên của chú thiên nga. Mình sẽ cho một lớp keo thật là đều và đẹp để làm sao cho chú thiên nga của mình nó được cố định chắc chắn vào tờ giấy màu đỏ của mình. Bây giờ thì các bạn có thể dễ dàng đặt cái phần chú thiên nga của mình lên bên trên tờ giấy màu đỏ như thế này. Tương tự cái chú thiên nga thứ hai cũng sẽ được mình cho keo và cố định lên. Rồi, sau khi mà mình đã cho keo vào rồi thì chúng ta sẽ cố định thật là cố định chú thiên nga của mình lên như thế này. Sau khi các bạn đã cố định xong rồi thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng kéo và cắt tách chú thiên nga và tạo cho chú thiên nga một cái lớp nền màu đỏ nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắt và tạo nền cho chú thiên nga này của mình. Các bạn sẽ chia đôi cái tờ giấy của mình ra để cho nó được dễ dàng hơn. Cứ tương tự cũng tương tự giống như cái cắt tấm bìa cứng của mình. Các bạn cũng sẽ tiếp tục cắt theo cái đường viền như thế này. Nếu mà bạn nào có giấy dán màu đỏ thì các bạn cũng có thể cắt, sau đó thì sẽ bóc cái tờ giấy màu đỏ của mình và gắn lên bên trên cái tấm bìa cứng nha các bạn. Ở đây mình không có giấy dán thì mình sẽ sử dụng tờ giấy này của mình để tạo nền cho chú thiên nga của mình trông sẽ được đẹp mắt hơn. Và cứ tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ cắt cho đến hết chú thiên nga này của mình. Và như vậy là hai chú thiên nga của mình đã được mình cố định bằng những tờ giấy màu đỏ như thế này và cắt tương đối là đều và đẹp rồi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những bông hoa để chúng ta trang trí lên phần thân cây của mình. Ở đây để làm được một bông hoa như vậy, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu đỏ với kích thước là 6x6cm nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ gập chéo tờ giấy của mình lại. Sau khi đã gập chéo xong thì các bạn sẽ gập đôi và làm ấn một điểm ở giữa để tạo điểm tâm. Và các bạn sẽ gập đôi lại như thế này. Các bạn sẽ chia ra làm 3 phần bằng nhau. Sau khi đã chia ra làm 3 phần bằng nhau rồi thì các bạn sẽ sử dụng bút chì để phác họa cái lá hoa của mình lên. Cánh hoa của mình lên như thế này nhá. Như thế này là mình đã vừa phác họa xong được cái lá hoa của mình lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng kéo và cắt theo cái đường chì mà mình đã kẽ.
Như vậy là một trái bông hoa đã được mình tách ra. Mình sẽ mở cái phần bông hoa của mình ra, chúng ta sẽ tạo ra được một bông hoa 6 cánh rất là đẹp như thế này. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi một cánh hoa. Sau khi đã cắt đi một cánh hoa như thế này rồi thì các bạn sẽ sử dụng một cái que chuyên dụng này, sau đó thì sẽ vuốt cong cánh hoa của mình đi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng keo và cố định cái bông hoa của mình lại nha các bạn. Mình sẽ sử dụng keo, sau đó thì sẽ bôi vào cái cánh hoa mà đã bị khuyết đi như thế này và sẽ cố định bông hoa của mình lại. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong được một bông hoa 5 cánh rất là đẹp. Bây giờ là phần vị hoa. Để làm được phần vị hoa, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu vàng có kích thước là 2 x 30 cm. Đầu tiên thì các bạn sẽ gập đôi cái tờ giấy màu vàng này của mình lại. Sau khi mà các bạn đã gập đôi được tờ giấy màu vàng của mình rồi, như thế này rồi, thì các bạn sẽ tiếp tục gập đôi thêm một lần nữa và sẽ sử dụng kéo, sau đó thì sẽ cắt cái phần tua cho bông hoa của mình, tạo ra được cái nhụy cho bông hoa nha các bạn. Và cứ tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ cắt cho đến hết tờ giấy của mình. Các bạn sẽ đưa kéo để cắt những cái phần tua này, làm sao cho những cái phần tua của mình nó sẽ được đẹp mắt. Phần tua của mình nó sẽ được đẹp như thế này nhá, đều và đẹp, tương đối là đều và đẹp. Và các bạn cách phần bên dưới là 0,3 cm để chúng ta có thể tạo ra được phần tua dễ hơn. Mình cũng đã cắt được, sắp hoàn thành xong phần tua của mình rồi. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục cắt cho đến hết, và đến phần giữa thì các bạn sẽ mở tờ giấy của mình ra, sau đó thì sẽ tiếp tục cắt cái phần giữa để cho vườn sẽ dễ dàng hơn và phần tua của mình sẽ được đẹp hơn nha các bạn. Như vậy là phần tua của mình đã được mình cắt xong rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ chia phần tua của mình ra làm 3 phần bằng nhau. Mình sẽ gập lại như thế này, sau đó thì mình sẽ chia phần tua của mình ra làm 3 phần bằng nhau như thế này. Xong. Ở đây thì một chiếc tua như thế này mình sẽ gắn được vào 3 bông hoa. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng que chuyên dụng của mình, sau đó thì sẽ quấn phần bông hoa của mình lại. Các bạn sẽ quấn như thế này, quấn để tạo ra được cái phần nhụy. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng keo để cố định phần nhụy hoa của mình lại như thế này. Sau khi đã quấn và tạo ra được một cái nhụy như thế này rồi thì các bạn sẽ xòe cái phần nhụy của mình ra. Chúng ta sẽ gắn cố định phần nhụy của mình vào chính giữa bông hoa màu đỏ. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong được một bông hoa 5 cánh rất là đều và đẹp. Và các bạn cũng sẽ chuẩn bị cho mình rất là nhiều những bông hoa như vậy. Ở đây thì mình cũng đã chuẩn bị rất là nhiều những bông hoa rồi. Bây giờ thì tương tự với hai cái nhụy còn lại, các bạn cũng sẽ làm như vậy. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình tiếp một tờ giấy màu đen có kích thước là 6 cm như thế này. Bây giờ thì các bạn sẽ gập đôi cái tờ giấy của mình lại. Sau đó thì mình sẽ sử dụng một cái bông, cái hình trái tim mẫu của mình, sau đó thì đặt lên bên trên của tờ giấy màu đen. Sau khi đã đặt xong thì mình sẽ cho keo, mình sẽ sử dụng bút chì, sau đó thì sẽ phác họa theo cái đường chì như thế này. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng kéo và cắt cái đường theo cái đường chì như vậy nhé. Như vậy là mình đã vừa cắt ra được một cái đường hình trái tim rồi. Ở đây thì mình cũng sẽ kết hợp với màu đỏ để chúng ta có thể trang trí lên. Và các bạn sẽ sử dụng keo, cho keo lên tờ giấy màu đỏ đen như thế này. Sau khi đã cho keo vào tờ giấy màu đen rồi thì các bạn sẽ gắn cố định phần hình trái tim của mình lên. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong được một hình trái tim gắn màu đỏ rồi. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 5 hình trái tim với kích thước và cách làm tương tự. Bây giờ thì các bạn sẽ gắn những cái hình trái tim và những cái thân cây, những cái bông hoa lên bên trên thân cây của mình. Tiếp tục để các bạn trang trí lên thân cây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu đen như vậy. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một chiếc que chuyên dụng của mình, sau đó thì mình sẽ quấn
chiếc que chuyên dụng và tờ giấy màu đen của mình lại với nhau như thế này để tạo ra được một cái que giấy. Bây giờ thì mình sẽ dùng keo để cố định cái que giấy này của mình. Như vậy là mình đã vừa tạo ra được một cái que giấy để trang trí lên khung hình rồi. Bây giờ là mình sẽ gắn những chiếc que giấy và những cái hình trái tim và bông hoa lên bên trên khung hình của mình. Đây là hai khung hình mà mình đã vừa tô màu đen lên, cũng đã khô rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ gắn cái khung hình của mình lại với nhau nha các bạn. Mình sẽ cho keo vào bên trên của cái thân cây như thế này. Sau khi đã cho keo lên rồi thì các bạn sẽ gắn cố định hai thân cây này để làm sao cho hai thân cây của mình nó được cân đối và cũng như là được đẹp mắt nha các bạn. Sau như vậy là hai thân cây của mình đã được mình cố định lên. Bây giờ thì mình sẽ ướm thử cái phần bước đầu tiên, sau khi đã gắn được những cái phần chú hai thân cây lại với nhau rồi thì bây giờ mình sẽ đặt phần thiên nga của mình lên như thế này để chúng ta có thể cố định được phần thiên nga của mình và phần thân cây với nhau nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ cho keo vào và cố định chú thiên nga của mình lên như thế này. Sau khi đã cố định được một chú thiên nga rồi thì tương tự bây giờ mình cũng sẽ tiếp tục cố định tiếp chú thiên nga thứ hai lên bên trên như vậy. Và các bạn cũng sẽ cố định làm sao để cho phần thiên nga của mình nó sẽ được đẹp hơn mắt nhá. Như vậy là một chú thiên nga của mình đã được mình cố định xong. Ở chính giữa này thì các bạn sẽ đặt cho mình một cái bông hoa để chúng ta trang trí. Thì ở đây mình sẽ cho keo vào và gắn cố định bông hoa đấy. Như vậy là một bông hoa của mình cũng đã được mình cố định lên bên trên cái ở chính giữa của phần khung hình rồi. Bây giờ là mình sẽ cố định những cái bông hoa của mình ở những cái cành cây khác. Đầu tiên thì mình sẽ đặt cho cái những cái bông hoa này của mình nó được ở một cái cành như thế này. Tương tự bây giờ mình sẽ tiếp tục đặt tiếp những cái bông hoa tiếp theo lên bên trên những cái cành thứ hai. Ngoài ra thì các bạn sẽ tiếp tục đặt mỗi cành như thế này, các bạn sẽ tiếp tục đặt tiếp những cái bông hoa như vậy để làm sao cho cái khung hình của mình nó sẽ được đẹp mắt nhất nhá. Mình sẽ còn đặt những cái bông hoa ở những cái cành nhỏ như thế này nữa. Tương tự là những cái cành lớn. Các bạn sẽ đặt dày những cái bông hoa này một chút. Và đây là những bông hoa ở cành thứ nhất. Và tương tự bây giờ thì mình cũng sẽ tiếp tục sử dụng những bông hoa tiếp theo của mình và tiếp tục trang trí lên bên trên cái khung hình của mình nhé. Các bạn cũng sẽ gắn tương xứng như vậy ở phần cành cây thứ hai này. Cũng sẽ cho những cái bông hoa trang trí vào những cái cành cây nhỏ của mình. Tiếp theo thì ở hai chú thiên nga như thế này thì mình sẽ đặt tiếp những cái hạt xốp của mình để tạo phần mắt cho chú thiên nga của mình nhá. Ở đây thì mình sẽ sử dụng màu trắng để mình đặt lên bên trên chú thiên nga như vậy. Và như vậy là mình đã gắn xong được những bông hoa và cũng như là những cái chú thiên nga lên rồi. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn những cái hình trái tim lên bên trên khung hình của mình. Đầu tiên thì các bạn sẽ gắn những cái que của mình trước, thì mình cũng sẽ cho keo lên cái phần que của mình. Sau đó thì sẽ đặt vào chính giữa chú thiên nga như thế này. Như vậy là mình đã vừa đặt xong được một cái thân rồi. Bây giờ là một những cái cành, cái que giấy thứ hai cũng sẽ được mình cố định lên như vậy. Và mình cũng sẽ cố định để làm sao cho những cái thân này của mình được so le với nhau. Mình sẽ lựa chọn tiếp những cái que giấy có kích thước và cách làm tương tự để mình có thể tra gắn được những cái hình trái tim của mình lên. Như vậy đến đây là mình cũng đã vừa gắn xong được những cái que giấy lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ cắt đi để cho những cái que giấy này của mình nó được đều bằng nhau và nó sẽ được
gắn được cái hình trái tim của mình nó cũng sẽ được đẹp hơn. Bây giờ thì lần lượt mình sẽ đặt những cái hình trái tim của mình lên cái phần que giấy này nha các bạn. Và đây là hình trái tim đầu tiên. Tương tự bây giờ là hình trái tim thứ hai. Các bạn sẽ cho keo ở hai bên như thế này. Sau đó thì sẽ đặt lên bên trên cái khung hình. Tương tự bây giờ thì mình sẽ cho keo tiếp tục vào và gắn cố định hai hình trái tim còn lại của mình. Các bạn gắn để làm sao cho cái phần hình trái tim của mình nó được cân đối với tất cả các hình trái tim còn lại. Như vậy là một cái khung hình trái tim đã được mình cố định lên và cái đồ trang trí treo tường của mình cũng đã được hoàn thành rồi. Ở đây thì mình đã sử dụng những cái chú chim và những cái chú thiên nga và những bông hoa từ những tờ giấy màu thủ công và những tấm bìa cắt tông để tạo thành một bức tranh treo tường hết sức là đẹp mắt và bắt mắt như thế này. Thì video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu bạn nào mà cảm thấy tác phẩm của mình đẹp cũng như là video của mình hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực ra những video hay hơn và những ý tưởng tốt hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.